nay á là sáng sớm nha, giờ này là mới có khoảng 8:30 sáng, 8 giờ, mới có 8 giờ sáng không đó. Chào mọi người đi xem chợ giờ hãy phân nha. Giờ này á chợ khá đông á, giờ nào cũng đông đó, buổi sáng rồi. Sáng á người ta đi chợ xong rồi về, người đi làm, người thì để đó đi chơi. Nói chung là người ta có thói quen là đi chợ vào buổi sáng, nấu hay chưa nấu gì á thì họ cũng để đó thôi, bỏ tủ lạnh rồi chiều về nấu cũng được. À, chợ Hãng Phân nè, ở phía bên trong lòng chợ mới đông nha, chứ còn mấy người bán ở ngoài lề đường á thì cũng có người mua chứ phải không có, mà ít hơn ở phía bên trong chợ. Đây là ở trong chợ nè, có người ở hai cái chợ nha. Hướng nó cứ mì bỏm xe lại mua thì hơi bị chật đường, nên là đi mấy cái chợ này á tốt nhất là đi áo quần quẹo lựa đi mấy cô ơi. Xích lại xíu rồi chiếc xe bự chà bá luôn mà đậu ngang ngang với nhau. Đó. Một vòng chờ vậy thôi. Nè vòng ngược lại nè. Bên này có người bán vịt quay nha, có mấy con à, để 4-5 con gì vậy, bán vịt quay một chiên, có mấy người bán cá họ ngồi ở trên lề đường á. Sáng sớm á, chỗ bán cháo lòng ở bán đắt ghê, 20.000 một thùng.